Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với Thời sự 24 giờ TV, kênh cập nhật những tin tức thời sự nhanh nhất, hấp dẫn nhất. Hôm nay có thông tin gì đáng chú ý, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Bản tin thời sự hôm nay có những nội dung chính sau đây. Vì sao giá điện chỉ tăng mà không giảm? Vi phạm xây dựng siêu chung cư 30 Lý Thường Kiệt được hợp thức hóa. Chính phủ trình hai phương án liên quan đến việc cấp giấy phép lái xe. Sau đây là nội dung chi tiết. Vì sao giá điện chỉ tăng mà không giảm? Ngày 7 tháng 9, tại cuộc họp của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã diễn ra phiên giải trình thực trạng giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Tại phiên họp này, các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện quy hoạch điện 7, quy hoạch điện 7 điều chỉnh và phương hướng kế hoạch thực hiện lập quy hoạch điện 8 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá điện bán lẻ được đưa ra phân tích và thảo luận. Về vấn đề điều chỉnh giá điện, ông Hoàng Quang Hàm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội cho hay, từ năm 2011 đến nay đã 9 lần điều chỉnh giá bán lẻ điện. 9 lần điều chỉnh này đều là điều chỉnh tăng, chưa bao giờ điều chỉnh giảm. Có thời điểm người dân được hỗ trợ giảm tiền điện phải nộp do kinh tế khó khăn, áp dụng trong thời gian ngắn như dịch COVID-19 vừa qua, không phải giảm giá bán lẻ điện. Nhiều ý kiến cho rằng Bộ Công Thương chưa nỗ lực hết mình trong việc giảm giá thành điện để giảm giá bán. Nhiều yếu tố giảm giá thành điện chưa được quyết liệt thực hiện. Biểu giá tính điện hiện nay không hợp lý, kể cả dự thảo thay thế quyết định 28 chưa giải quyết được bức xúc tiền điện sinh hoạt phải nộp. Bên cạnh đó, cách tính giá điện ngoài sinh hoạt bất cập, người dân phải bù giá điện cho sản xuất. Cũng theo ông Hàm, giá điện mặt trời hiện nay rất hấp dẫn, nên đầu tư điện mặt trời phát triển nhanh nhưng chưa minh bạch cơ sở tính giá, chưa so sánh giá của Việt Nam với khu vực, thế giới, chưa tính khả năng giảm giá, mức có thể giảm để định hướng tỷ trọng phát triển điện mặt trời so với các loại nguồn điện khác nhằm có giá bán điện thấp nhất. Ngoài ra, cơ chế phân phối nguyên liệu khí cho điện khí và cơ chế cấp QC mua điện của EVN không công bằng, thiếu tính minh bạch, không phù hợp với cơ chế thị trường cũng là nguyên nhân đẩy giá điện lên cao. Ông Hoàng Quang Hàm nêu ý kiến, giá chỉ có thể hợp lý khi cung cầu cân đối. Tuy nhiên, 4 năm qua, giai đoạn 2016-2020, nhiều dự án bị chậm tiến độ, công suất các dự án có thể vận hành chỉ đạt 72% quy hoạch của giai đoạn. Đây là nguyên nhân không giảm được giá điện. Theo đại biểu Đỗ Văn Sinh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, hầu hết các lình xình về điện trong những năm qua đều liên quan đến giá. Đặc biệt, thời gian gần đây, dư luận sục sôi về biểu giá điện bậc thang, tốn rất nhiều thời gian chỉnh qua sửa lại, từ 6 bậc xuống 1 bậc rồi quay lại 5 bậc là một sự tiêu tốn sức lực, sai địa chỉ. Đại biểu Đỗ Văn Sinh nói, giá điện và câu chuyện điều hành giá chỉ là cái ngọn của vấn đề, cái gốc lớn hơn nhiều. Từ những bất hợp lý trong quy hoạch, đầu tư phát triển nguồn, chính sách phát triển năng lượng tái tạo, tóm lại là câu chuyện điều hành chứ không phải là giá điện. Đại biểu Đỗ Văn Sinh cho rằng, việc ban hành giá điện mặt trời cố định và rất cao như hiện nay là một điều cần đặt câu hỏi. Bởi theo quy định của luật điện lực, luật giá và sự phân công của chính phủ, thì Bộ trưởng Bộ Công Thương có trách nhiệm phê duyệt khung giá phát điện và các bên mua bán điện theo hợp đồng có thời hạn được quyền thỏa thuận trong khung giá. Tuy nhiên, từ năm 2011 đến nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng ban hành 4 quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện gió, mặt trời tại Việt Nam, đều quy định mức giá cụ thể cố định cho 1 kWh và chỉ định cho EVN thực hiện mua trong thời hạn 20 năm. Quy định trên đã vi phạm điểm A và B khoản 1, điều 10 của luật giá và luật điện lực. Với những lình xình này, đại biểu Sinh mong muốn buổi giải trình đi đến một kết quả lớn hơn là giúp những người có trách nhiệm không tiêu tốn thời gian vào những cãi vã nhầm lẫn mà lờ đi một thực tại là việc điều hành đang khiến cho Việt Nam đối mặt với một cái chết được báo trước, nguy cơ thiếu điện nhãn tiền ngay trong 1 đến 2 năm tới. Vi phạm xây dựng siêu chung cư 30 Lý Thường Kiệt được hợp thức hóa. Dự án cải tạo chung cư cũ, khu tập thể 30A Lý Thường Kiệt, tòa nhà T-Place, quận Hoàn Kiếm được cấp giấy phép xây dựng vào tháng 3 năm 2018. Chủ đầu tư dự án là công ty cổ phần tư vấn đầu tư tài chính toàn cầu. Theo phê duyệt, dự án có 3 tầng hầm. Tầng 1 đến 3 là khu văn phòng và trung tâm thương mại. Tầng 4 đến 7 là căn hộ chung cư cho cư dân tái định cư. Từ tầng 8 đến 11 là căn hộ thương mại. Chiều cao của tòa nhà là 35,8m. Khu vực triển khai dự án nằm trong quy hoạch khu phố cũ, phố cổ của Hà Nội, nơi hạn chế chiều cao, mật độ các công trình xây dựng. Theo quy định tại quyết định 24 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu phố cổ Hà Nội năm 2015, khu vực triển khai dự án thuộc lô B31, mặt trước đường Hàng Bài và Lý Thường Kiệt được xây tối đa là 4 đến 5 tầng và mặt sau được xây tối đa 6 tầng với chiều cao là 22m. Tuy nhiên, dự án cải tạo chung cư cũ, khu tập thể 30A Lý Thường Kiệt được phê duyệt thiết kế từ năm 2009 theo quy định khoản 2, 3, điều 28 xử lý chuyển tiếp của quyết định 24/2015 thì công trình đã được chấp thuận cấp phép tiếp tục thực hiện. Trường hợp đặc biệt thì báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định
trên cơ sở quá trình thực tế triển khai. Như vậy là công trình 30A Lý Thường Kiệt đã được chấp nhận từ trước thời điểm năm 2015, do đó được tiếp tục triển khai với chiều cao phê duyệt là 35,8m, cao hơn nhiều so với quy định. Tuy nhiên, ngày 12 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm xử phạt hành chính vi phạm 40 triệu đồng với dự án cải tạo chung cư cũ, khu tập thể 30A Lý Thường Kiệt. Lỗi vi phạm được xác định là xây dựng hạng mục công trình sai với nội dung giấy phép nội dung số 23 năm 2018. Cụ thể, công trình đã xây dựng cao hơn so với giấy phép xây dựng. Sau khi dự án cải tạo chung cư cũ, khu tập thể 30A Lý Thường Kiệt bị xử phạt do vi phạm xây dựng, ngày 27 tháng 5 năm 2020, Sở Xây dựng Hà Nội cấp phụ lục giấy phép xây dựng số 23 ngày 14 tháng 3 năm 2018, chấp thuận theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật điều chỉnh được Sở Xây dựng thẩm định tại văn bản số 11574 ngày 6 tháng 12 năm 2019. Như vậy là sau khi công trình bị xử phạt, thì lại được cấp phép bổ sung điều chỉnh quy hoạch theo sai phạm. Quá trình xin cấp phép xây dựng, xin điều chỉnh giấy phép xây dựng của dự án cải tạo chung cư cũ, khu tập thể 30A Lý Thường Kiệt diễn ra từ cuối năm 2019. Doanh nghiệp dự án được sở ban ngành của thành phố Hà Nội ưu ái khi được tiếp tục tăng chiều cao công trình ở khu vực hạn chế chiều cao. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục thông tin về vấn đề này. Chính phủ trình hai phương án liên quan đến việc cấp giấy phép lái xe. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an vừa thừa ủy quyền của Thủ tướng ký tờ trình của Chính phủ gửi Quốc hội về dự án luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. Dự án luật này dự kiến trình Quốc hội khóa 14 cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 và thông qua tại kỳ họp thứ 11. Không phải quyền anh, quyền tôi. Tờ trình của Chính phủ thống nhất quy định việc đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ thay vì luật giao thông đường bộ năm 2008. Điều này có thể hiểu, việc quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe theo quy định mới sẽ được giao cho Bộ Công an thay vì Bộ Giao thông Vận tải như trước này. Một trong những cơ sở dẫn đến sự thay đổi là vì thực tiễn thời gian qua, việc quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe còn sơ hở, bất cập, chưa gắn với quản lý vi phạm của người tham gia giao thông. Trong nhiều vụ tai nạn giao thông, trách nhiệm chủ yếu thuộc về người lái xe mà chưa gắn trách nhiệm của các cơ quan đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Tại Nghị định số 123 NQCP ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2020, Chính phủ cũng thống nhất nội dung cơ bản của luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, được xây dựng trên cơ sở đổi mới, hoàn thiện các chính sách, nội dung quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, tách ra từ luật giao thông đường bộ hiện hành nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Trả lời câu hỏi của phóng viên về đề xuất chuyển giao quản lý này, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an nói rằng, không đơn vị này làm thì đơn vị khác làm. Thủ tướng đã chỉ đạo, không phải quyền anh quyền tôi mà phân công theo chức năng nhiệm vụ, do vậy cần làm sao để tạo thuận lợi cho công việc, quản lý và thuận lợi cho người dân. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đồng tình nêu quan điểm. Đây không phải vấn đề tranh giành gì cả, mà nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan nào làm tốt hơn thì giao cho cơ quan đó làm. Những gì liên quan đến trật tự an toàn giao thông trên đường bộ thuộc lĩnh vực của Bộ Công an. Những gì liên Chúng tôi là Thời sự 24 giờ TV. Những tin tức thời sự đáng chú ý có trong ngày sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị. Quý vị đừng quên like, share và subscribe để cập nhật sớm nhất những tin tức thời sự nóng hổi có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.